có một cái anh khách kia đặt mình làm một cái sợi dây chuyền tặng cho bạn gái nhân ngày sinh nhật. Anh mới hỏi mình là anh có làm bạc không anh, chứ giờ em không có tiền làm vàng không có nổi. Tôi thì không phải là tôi chê làm bạc công thấp, tôi không làm. Nhưng mà nói thiệt ra thì làm vàng công nó cao hơn, có tiền nhiều hơn. Cái tôi mới hỏi anh ấy là bạn gái quen lâu chưa, nếu mà mới quen thì tặng bạc là một điều sáng suốt. Tôi không biết mấy bạn nghĩ sao chứ tôi thấy làm đàn ông khổ quá. Đi chơi với ai chứ đi chơi với gái là đều phải trả tiền, cái quần què gì cũng phải trả, tới cả tiền khách sạn cũng phải trả. Sướng thì sướng chung hai đứa, sướng đều chứ không phải sướng một đứa đâu, mà bắt người ta phải trả. Tôi nói vậy mấy anh thấy phải không? Còn quay lại cái anh này, anh tặng bạc là một điều sáng suốt, nhiều khi anh đang tặng vợ người ta mà anh không biết đó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, còn trẻ mà phải trải nghiệm, phải nuôi vợ của vài thằng thì chúng ta mới nên người. Cái ảnh mới hỏi tôi là bây giờ mình làm bạc nhưng mà có cách nào mà mình phù phép cho nó thành vàng không anh? Trời ơi trời, phù bà nội tôi với phù, nếu mà từ bạc mà phù phép thành vàng thì tôi giàu rồi chứ có đâu ngồi đạp cốc muốn giảng cái háng để làm đầu bạc cho ông. Cách thì có rồi đó, bây giờ tôi làm bạc xong tôi đem đi si kim là nhìn y chang vàng trắng luôn, nhỏ nó không biết đâu. Còn nếu chịu chơi tới công chuyện luôn, tôi qua tôi lấy cái máy phẫu tôi đo vàng thiệt, xong tôi lấy tờ giấy tôi đưa cho ông, xong rồi mình kiếm cái hộp cho đẹp đẹp mình đưa, mình tặng con bồ mình một cái nữa ha. Trời ơi lúc đó cái muốn gì được nấy luôn, nó cho ăn lòi bản họng luôn. Kệ tặng đỡ đi, mới mốt quen lâu lâu quay lại tôi làm vàng thiệt cho ông nội ơi. Mà chết hồn lỡ con bé đó nó coi được cái clip này rồi sao ta?